Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh NKT. Chúc bạn ngày mới vui vẻ nha. Như các bạn đã xem thì mình vừa làm hai bước là đánh răng và rửa mặt đúng không? Và bây giờ là bước cuối cùng và đó là video chính của ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ gửi các bạn một video đánh giá về chiếc máy cạo râu sau 3 tháng sử dụng. Mình đang sử dụng máy cạo râu là SK1588 nhé. Mình mua trên Shopee với giá là 199.000. Giá hiện tại đang là 265.000 thì phải. Thì các bạn tới là mùng 6/6 đấy thì các bạn có thể lên đấy mua và chắc chắn là sẽ có mã khuyến mại đấy. Thì mình mua cái này cũng được 3 tháng rồi, mình nhớ là ngày mười mấy tháng 3 ấy, và hôm nay là mùng 5/6 rồi. Và hiện tại thì cái máy này ấy, thì mình mới vệ sinh một lần và mình chưa sạc lần nào và máy đã yếu dần đi rồi đó. Và bây giờ mình sẽ cạo cho các bạn xem nhé. Mình đây mình cũng để dành râu 4 ngày mình không cạo này. Bình thường mình sẽ 2 đến 4 ngày mình sẽ cạo một lần. Chứ không phải ngày nào mình cạo nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ bật công tắc lên này. Cái gì? Đã yếu dần rồi các bạn ạ. Bị điều à? Cả thinner mình có thể sạc đi thôi. Máy điện yếu nó không kêu mạnh nữa. Đó, các bạn có thể nhìn thấy là râu mình nhẵn rồi đúng không? Nó có một chỗ như chỗ này. Rồi. Thì mình có thể mở ra. Đây các bạn khi dùng thì chúng ta sẽ mở này ra để vệ sinh nhé. Đó. Bên trong này các bạn thì nhìn thấy là rất nhiều những cái râu của mình nó sẽ rơi trong này đúng không? Thì mình mới vệ sinh một lần thôi. Vệ sinh bây giờ hiện tại thì mình cũng rất là đơn giản là mình xối nước vào thôi. Rồi, sạch sẽ rồi các bạn ạ. Đó, thì sau khi dùng máy cạo râu này thì mình thấy nó sẽ có những cái điểm lợi như thế này. Thứ nhất ấy, là mình cạo nó sẽ không bị rát mặt này. Nó không bị rát này. Thứ hai là rất là nhanh. Nó chỉ tầm 30 giây đến 1 phút, chưa đến 1 phút nào chúng ta đã cạo xong rồi. Và chúng ta không phải lựa, chúng ta cứ lia chỗ nào có râu chúng ta lia thôi. Còn những cái mà ví dụ như là ra cạo râu chúng ta phải lựa để tránh trường hợp bị xước. Đó. Thì mình thấy là khá là hợp lý, khá là ổn, và đây là đúng 3 tháng, gần 3 tháng là nó đã hết pin rồi đấy, yếu rất yếu rồi. Thì đây là mình sẽ sạc nó đi để mình đánh giá cái máy cạo râu này rất là tốt, giá nó rẻ thôi, qua hơn 200.000 mà rất là tốt. Thì hôm nay mình cũng làm video để chia sẻ các bạn về sau 3 tháng sử dụng của chiếc máy cạo râu này. Để mà nói thì 3 tháng thì nó sẽ không lâu, tuy nhiên thì nó cũng đạt cái mức mà chúng ta có thể đánh giá trung thực được về chiếc máy cạo râu này. Máy cạo râu này thì mình cứ hay để ở trong nhà tắm như này thôi, sáng ra hoặc tắm xong thì mình sẽ cạo đó, mà mình cứ lưa liên này thôi đó. Và sạch sẽ vì râu mình không nhiều, còn nếu bạn nào râu nhiều thì các bạn có thể mua những máy tốt hơn. Còn râu mình không nhiều thì mình kéo cái này nó sẽ có cho chúng ta là tiện lỗ mũi cũng như là tông đơ nữa. Nhưng cái tông đơ thì mình cũng chưa dùng bao giờ. Tiện lỗ mũi mình dùng một lần ngay hôm review cho bạn xem đấy, thì nó cái đấy thì nó cũng không hiệu quả lắm, mình chỉ thấy hiệu quả ở cái máy cạo râu thôi. Nó đây mình mở cho bạn xem này, nó yếu thôi đấy.
nó chạy này. Đó thì link mua cái sản phẩm này ấy, thì mình cũng sẽ để dưới phần mô tả của video để các bạn tham khảo nhé. Mình mua cái này của máy vi máy cọ râu. Vừa lại các bạn có thể nhìn thấy là mình cũng có sử dụng một chiếc bàn chải đánh răng điện của Oribe. Cái này mình sẽ đánh giá sau nếu bạn nào có yêu cầu, cũng như là máy rửa mặt của Pebble, máy rửa mặt Pebble. Đó. Thì cảm ơn các bạn theo dõi hết video này và đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube của Cường NKT để ủng hộ mình, và hãy comment ý kiến của bạn ở dưới phần mô tả phía bình luận của video nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Cường NKT. Xin chào.